Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ một cái video chia cái kỹ thuật nuôi ong cơ bản cho các bạn cùng đam mê nuôi ong như mình nhé. Thì một cái đàn ong của mình là mất chúa các bạn. Thì cái tổ ong này bây giờ nó rất là yếu. Thì bây giờ mình phải dùng một cái biện pháp mà trong nghề nuôi ong của mình để cho các bạn cùng tham khảo để có thể khắc phục những cái đàn ong yếu của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác luôn cho các bạn cùng xem nhé. Đây là cái tổ ong mà bữa trước mất chúa, mình có quay video cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để mà tạo cho cái tổ ong nó mạnh lên các bạn nhé. Thì cái tổ ong của mình bây giờ là nó khá là ổn rồi nhưng mà nó yếu. Thì nó bị mất chúa cho nên là mình tạo hai lần chúa nó mới nhận. Thì lần chúa lần thứ nhất á là con chúa nó bị tận hay là bị sao á, bỏ vào thì nó nhận rồi nhưng mà cái con ong chúa nó lại bị chết lần thứ hai. Thế là mình lại tạo tiếp chúa lần thứ hai thì bây giờ nó mới có chúa, nó mới bắt đầu đẻ trứng các bạn. Bây giờ nó đang đẻ trứng và nó đang có nhộng rất là nhiều các bạn ạ. Thì ong đen nó quá nhiều bởi vì nó lâu quá không có chúa cho nên là ong đen quá là nhiều. Nó bây giờ nó rất là khủng các bạn. Tổ ong nó rất là khủng các bạn ạ. Bởi vì nó mới có chúa cho nên là bây giờ mình lại đục vào nó rất là khủng. Tổ ong khủng là mình phải có khói nhiều các bạn nhé. Đó, thì bây giờ mình đã lấy cái cầu mà nó không có nhộc ra rồi các bạn. Ôi, nó không lắm, nó chích châm mình một phát rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tìm một cái đàn. Mình sẽ tìm một cái đàn khác. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy một cái cầu của cái đàn này. Bữa trước mình có quay video đây, thì cái đàn ong này bữa trước mình có quay video cách đổi cái vị trí của cái cầu ong cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cầu nhé. Đây, bây giờ các bạn sẽ tìm xem cái tổ ong nào mà nó nhiều nhộng các bạn nhé, nó nhiều nhộng nhất. Thì các bạn hãy lấy cái cầu đấy.
các bạn hãy xem cái cầu nào mà nó nhiều nhộng nhất nha các bạn nha. Đó, cái cầu này thì cái cầu nhiều nhộng nhưng mà nó lại nhiều ong đực, mình sẽ không lấy các bạn nhé. Cầu này không có ong đực nhưng mà nó lại không có nhộng nhiều, mình cũng không lấy các bạn nhé. Đây các bạn có thể xem này, đó cái cầu như thế này thì mình sẽ lấy đi nhá. Đó, mình sẽ lấy cái cầu như thế này đi rồi mình sẽ cho ít khói xong mình rú nó đi nhá. Đó, này rất là hiền các bạn. Đó, nó đẹp như này cơ mà các bạn. Đó, mình sẽ bỏ vào. Mình sẽ đưa qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào thay cho cái cầu lúc nãy các bạn nha. Đây, cái cầu ong đẹp nhất mình sẽ bỏ vào đây. Bây giờ nó không hung rồi các bạn. Lúc nãy nó hung thôi, bây giờ nó không hung rồi. Đấy, bây giờ là nó đã có một cầu ong cực kỳ đẹp rồi các bạn. Thì cái ong này nó sẽ rất là nhanh phát triển thôi. Nó sẽ nhanh phát triển giống như cái tổ bên dưới đây. Đó, bây giờ mình để nó lại là xong các bạn nhé. Rồi. Rồi, đây là cái cách mà các bạn có thể hỗ trợ cho cái đàn ong yếu của các bạn để các bạn cái đàn ong của các bạn phát triển nó cân bằng, cân đối với mấy cái tổ khác các bạn nhé. Bởi vì cái tổ ong này lúc trước là nó cũng rất là mạnh, cho mật rất là nhiều, nhưng mà do là mình làm sơ ý nó mất chúa các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ phải làm lại cho nó để cho nó mạnh lên. Rồi, cái nội dung video mình chia sẻ đến đây là hết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.